Lời thầy của Hoàng Đạo Thúy là những lời tâm sự, những trăn trở của một nhà giáo dục, một nhà văn hóa, một người thầy nổi tiếng của nhiều thế hệ. Khi nhấn mạnh đến mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện, theo ông, nhà giáo cần để ý đến đức, trí, thể, trí, công. Đưa về quan điểm giáo dục ba gốc, đó là đạo đức, trí tuệ. Và cụ Hoàng Đạo Thúy mong mỏi hướng đến giáo dục toàn diện, lưu ý lòng chung với nước, nên dạy từ sớm, hiếu ở lòng nhân gia, yêu cha mẹ, đệ cũng thế, là lòng yêu anh em, chung là lòng yêu người, yêu nước. Mục tiêu giáo dục đức, trí, thể, trí, công, trong đó việc rèn cho trẻ có trí quan trọng, khiến trẻ trở thành người tử tế. Cụ Hoàng Đạo Thúy có viết, đức dục được để lên hàng đầu, đến trí dục, thể dục, nhưng bộ ba đức, trí, thể dục thì chưa đủ, cần thêm trí dục và công dục. Tác giả đặc biệt quan tâm tập trung vào đó chính là rèn: một, chữ hiếu; hai, lòng trung; ba, chữ tín; lễ, nghĩa và sĩ trí. Phần trí là trau dồi trí tuệ, làm cho trí sáng lên, làm việc có mục tiêu, có kế hoạch, phương pháp rõ ràng. Tập cho trí tuệ phải được rèn luyện có phương pháp, mục đích rõ ràng. Nuôi dưỡng ba gốc đạo đức, trí tuệ phóng mạnh lên, nó thể hiện sự kiên trì, bền bỉ theo đuổi một công việc tốt đẹp. Suy cho cùng, chân lý cuối cùng của giáo dục đó là hướng đến phát triển con người. Vì vậy, trao tặng có trí thì lên, giúp trí mạnh lên, giúp trí để có thể công. Hành trình khai sáng của hội 07 với 9 thành viên xin quyết tâm được thực hiện, giữ chọn 3 lời